cuối tuần luôn. Đáng lẽ bữa nay họ bán rất là được à, nhưng mà mưa như vậy thì không thể bán được rồi. Mưa là nó về hết trơn luôn. Mưa rồi. Chợ đang đông cái mưa nha. Bây giờ là cái giờ cao điểm, bây giờ người ta đi ra đường, người ta đi chơi mà có cái là khách du lịch về khách sạn hết luôn rồi, cái nào bán. Rồi chúng ta qua cái hàng ăn nè. Và video của em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Mưa lắm, mưa trời. À,
con đang dọn hàng này vất vả ghê chưa. Đó, bây giờ mưa hoài là họ sẽ dẹp luôn, không biết làm sao. Nó buồn ngày cuối tuần luôn, đáng lẽ bữa nay họ bán rất là được à, nhưng mà mưa như vậy thì không thể bán được rồi. Bây giờ em cũng không rước được bạn đồng luôn. Bên đây thì các em cũng đang dọn luôn. Có anh bán võng. Mấy võng này mưa là anh cũng không có bán được luôn nè. Khó bán luôn rồi. Mưa là nó đi về hết trơn luôn rồi. Mưa. Chợ đang đông cái mưa cái. Bây giờ là cái giờ cao điểm, bây giờ người ta đi ra đường, người ta đi chơi mà có cái là khách du lịch về khách sạn hết luôn rồi, cái đâu bán. Ta bước ra đường, ta bây giờ ta muốn mua cái gì đó đi mà người ta phát mưa, người ta bỏ lên xe. Dạ đúng rồi. Giờ mà có hết mưa thì cũng bớt phần khách. À, mưa này chắc cũng khó. Bán chua lắm nên như ngày hôm qua nó không có mưa, cái chuyển không có mưa mà bán cái đâu sao có được. Dạ. Yeah. Khách rất mạnh giờ cho rất nhiều đa khô. Dạ. Chỉ như là ví dụ như cái đồ gì người ta có rồi người ta không có mưa. Dạ. Yeah. Chỉ có đồ ăn đồ uống á, thì mới dễ lắm. Dạ. Dạ. Là ăn uống thì người ta mới chịu ăn thường xuyên, ăn mỗi ngày, có cái đồ lưu niệm rồi. Người ta qua nhiều lần quá, ta biết hết rồi. Tự nhiên báo cái này thì người ta đã mua qua một lần rồi thì người ta có rồi, người ta đâu có mua nữa. Cái này sao này cũng có hư. Khi nào xài mà nó hư vậy đó, người ta mới mua cái khác. Mà biết khi nào nó hư thì xài đó vậy. Ủa bên này cái võng người ta mua làm gì ta? Võng của dân mình nằm á. Không mà khách du lịch mua họ để đem về nước chơi, về nước xài hả? Nó cũng đem về, nó cũng nằm như mình vậy đó. Dạ. Nhưng mà đa số là những người mà ta mua là những người ta nhà thấp thấp á. Dạ. Dạ. Đa số là em bán cho tụi châu Á thì nhiều. Dạ. Còn châu Âu là ít mua. Dạ. Cũng có mua mà ít không biết. Dạ. Đa số là bán cho châu Á như là Malai nè, rồi Thái Lan, Indo rồi, Ấn Độ, nhất là Ấn Độ á. Thích mua mấy này. Thôi vậy hả? Ấn Độ thích mua giọng rồi. Ấn Độ với lại Malai rồi đó, thích mua giọng. Chứ người Sài Gòn mình cũng ít mua cái này đúng không? Người Sài Gòn mà phải dân miền Tây á. Dân miền Tây người ta thích nằm này. Nằm này mát. Nó mát. Mấy cái giọng này thấy đẹp, ở ngoài dưới quê rồi nó không có bán. Đúng rồi, dưới quê nó bán thích. Cái giọng này anh bán là bao nhiêu? Cái loại này nó có hai loại luôn. Như em bán là cái loại nhỏ này là nằm mình nằm một người. Yeah. Cái này là em bán là 150. Còn đâu có mắc đâu hả? Còn cái bự này là nó 200 mấy đồng. Cái này nó bằng dây dù. Cái này nằm được này, hai tay mà tay nằm nè. Đúng rồi. Tay bởi 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 ông tay ông mua là ông mua mấy cái này. Thì cái này nó chắc hơn. Đúng cái rồi. Này là nó chịu được tới 140 kg. Nghĩa là cỡ nhỏ nhỏ như em với anh vậy đó là có thể nằm được người. Hai người. Còn ví dụ mấy ông tay mà bự con thì cũng nằm một người thôi. Thoải mái. Là mấy cái ông tay là cái nhỏ này là không nằm vừa. Cái nhỏ này là cho mấy đứa nhỏ rồi đó, mấy đứa con của nó đó. Này bằng sợi dây gì vậy? Nó bằng ren á. Ren đan lại ha. Nó bằng ren người ta đan lại. Nói chung là làm cũng tỉ mỉ lắm. Cái này nó tới hai lớp mà. Cái này thì nó chịu được khoảng từ 8 cho tới 85 kg đổ lại thì nằm cái võng này vừa. Như em với anh rồi, nhỏ cỡ tướng như em với anh thì nằm vừa, chứ còn mấy ông tay mà bự quá thì ổng phải nằm giống này. Rồi hết mưa rồi. Ví dụ như nó mưa mà nó nhanh vậy thì có thể người ta núp mưa núp mưa đi ra lại người ta đi ra người ta chơi lại, còn mưa kéo dài là thôi người ta lên khách taxi nó đi về. Đứng bên khách sạn quá trời luôn kìa, cà phê quá trời, hết mưa ta ra lại. Sợ mưa dài quá thì người ta thua, người ta phải kiếm cái nhà hàng nào đó người ta vô người ta ăn uống. Đúng rồi. Ủa, anh ở đâu rồi? À,
nó đi vòng đi chơi. Dạ. Ê, nãy nhìn nhìn em cũng tưởng là anh giống người nước ngoài. Giống người nước ngoài Campuchia. Chắc là không, chắc là hai file. Hai file. Hai ông đó. Ngày qua giờ. Mới luôn hả? Em gặp ổng 3 ngày đó, ổng là người Ý. À, người Ý hả? Italia. Italia nó gặp người Việt Nam mình nói chào chào nó khoai. À, nói vậy là hiểu rồi ha. Em cần giống nói chung cũng mười mấy năm ngoài này nên nên chắc em biết. À, cũng anh bán ngoài đây mười mấy năm rồi đó hả? Đó, em bán về già lên trên phố đi bộ. À, không, mà phố đi bộ ta không mua này nhiều không bạn, ở đây ở đây có nhu cầu mua nó nhiều hơn. Chủ yếu là khách nước ngoài nó nhiều. À, mà khách ở trên đó thì nó lại sang hơn. À, trên đó bán nó có giá, nên là đó người mua nó sẽ được giá. Còn ở đây đa số là nó trong đây nó có cái khu của Malai đó, đa số là nó của Hồi giáo, nên nó chùm chùm cái găng đó là Malai này. À, bên đó bên đó có shop nhiều, quán này nhiều lắm. Tại vì anh qua nằm ngay cái mùa này, cách đây khoảng 2 tháng anh qua anh thấy cái tụi Malai với người một qua trời đầy đường ở đây hết trơn, đông lắm, vui lắm. Khi mà Malai nó qua đông nước ngoài rồi nó thấy đông đông nó cũng qua nữa. Tại vì cái mùa này nó đang là mình đang rơi vào mùa mưa, khách du lịch người ta không có qua, người ta hạn chế. Chủ yếu qua mùa hè. Đúng rồi, cỡ chừng tháng 9, tháng 10, cái tháng mà gần Tết. Còn khoảng 3-4 tháng nữa Tết của Việt Nam mình là khách người ta qua chơi đông lắm. Em bán được chứ, em bán một ngày em bán hết vỏ luôn. Người ta xài một cái thôi, nhưng mà mua 3-4 cái luôn, bây giờ nó cho những người thân. Dạ. Rồi, hết bữa rồi em đi. Chúc anh mua ăn đắt nha. Rồi, chúng ta đi tiếp tục nha. Chia sẻ với nhiệt tình của anh bán. Cái vọng rất là đẹp. À, nó là chỉ có giá 150, 250. À, nhưng mà những cái vọng đó thì đa số là người nước ngoài họ thích. À, còn trong Sài Gòn mình thì cũng có, nhưng mà khách nhà nào có xài vọng lắm. Những có gia đình, những có nhiều em bé đó. Có những gia đình có em bé thì em bé thích nằm võng ngủ. Như bạn đồng nhỏ cũng ngày xưa thích làm võng lắm, mà lớn là nó cũng không có xài. Mày rồi, chúng ta qua cái hàng ăn nè. À, mưa buồn phố thị. Mà con đầu tre trắng. Mình nhớ là những cái khu chợ ngày xưa, những cái mái tôn lụp xụp, rồi mưa gió khó khăn họ. Cái cảnh chợ hôm nay rất là đông và đẹp, nhưng mà bỗng dưng trời đổ mưa làm chúng ta phải nán lại. Rồi mình nhìn một cái hình ảnh của một cái chợ nữa trong lúc trời mưa, để gửi đến các anh chị và các bạn thấy sự vất vả của bà con tiểu thương. Lần đầu tiên các anh chị các bạn thấy chợ Bến Thành ngày mưa phải không? Mưa bà con bán hàng rất là khó nè. Rồi, mong cho trời hết mưa và chúc bà con mua may mắn đắt. Và video của em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Một số hình ảnh về
chợ Bến Thành lúc đổ mưa, cho ta thấy sự vất vả của bà con khi mà mưa gió đến. Cho nên khi mà chúng ta đến du lịch ở tất cả các nước, nước nào cũng vậy, thì mình thấy mình ủng hộ ha. Mình ủng hộ những cái mặt hàng gì đó cho họ cảm thấy có không khí buôn bán nó không quý mà. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Bình Lâm TV. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cái bác xích lô cũng khó mà làm ăn luôn lúc trời mưa này. Bây giờ chỉ có về ngủ thôi. Chứ làm buôn bán gì cũng khó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.